kinh doanh bể bơi ngày càng được nhiều người lựa chọn. Hồ bơi kinh doanh được xem là mô hình lợi nhuận cao, nhiều triển vọng thị trường nhưng cũng đòi hỏi sự phân tích kỹ lưỡng thông tin cùng nhiều kinh nghiệm trong đầu tư. Do đó, trước khi quyết định nhảy vào cuộc chiến, các nhà đầu tư thường phải xem xét kỹ lưỡng nhiều yếu tố ban đầu, bao gồm kích thước, diện tích cần làm, chi phí thiết kế xây dựng, mô hình mẫu, kinh phí bảo trì, nhân lực. Vì lẽ đó nên bạn cần chọn một đơn vị tư vấn thiết kế lên phương án và mặt bằng cụ thể để bạn có thể tối ưu chi phí thi công, tiết kiệm tài chính và có một bản vẽ đảm bảo thẩm mỹ và công năng. Vừa qua, nhà đẹp Cách Xe Ôm vừa hoàn thiện bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế công trình bể bơi 4 mùa cho gia đình cô Hà tại xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Công trình bể bơi kinh doanh với quy mô rộng, kiến trúc sư thiết kế đầy đủ và rõ ràng với hệ thống rào chắn bậc lên xuống, các chi tiết uốn cong tạo điểm nhấn, thiết kế hiện đại, đơn giản, dễ dàng vệ sinh, phù hợp cho hình thức kinh doanh. Cảm ơn gia đình cô Hà đã lựa chọn nhà đẹp Cách Xe Ôm là đơn vị đồng hành kiến tạo công trình đặc biệt này. Quý vị nếu có nhu cầu thiết kế các không gian bể bơi, sân vườn, tiểu cảnh hồ coi, hãy liên hệ cho chúng tôi nhé. Bởi ngoài các công trình kiến trúc làm nên thương hiệu của Cách Xe Ôm bấy lâu nay, thì chúng tôi cũng đã kiến tạo không ít những không gian ngoại cảnh vô cùng lý tưởng. Xin chào và hẹn gặp lại! Cách Xe Ôm, nâng tầm đẳng cấp sống.